Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hơn 100 triệu mét vuông nhà ở trong 10 năm tới. Và đó là một trong những nội dung của dự thảo chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 mà thành phố vừa gửi lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi trình Hội đồng Nhân dân thông qua. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu xây dựng 107,5 triệu mét vuông nhà ở trong 10 năm tới. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, dân số thành phố khoảng 10,25 triệu người, cần phát triển thêm khoảng 50 triệu mét vuông sàn nhà ở. Qua đó, nâng tỷ lệ diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố năm 2025 lên mức 23,5 mét vuông một người. Trong 5 năm tiếp theo từ năm 2026 đến năm 2030, khi dân số tăng lên 11,29 triệu người, thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm khoảng 57,5 triệu mét vuông nhà ở để đáp ứng nhu cầu ở của người dân và nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 26,5 mét vuông một người. Cũng theo tính toán của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lực để thực hiện các dự án nhà ở trong chiến lược phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030 khoảng 1,52 triệu tỷ đồng. Để xây dựng hàng trăm triệu mét vuông nhà ở đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân thành phố trong 10 năm tới, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một loạt định hướng lớn. Đó là phát triển nhà ở gắn với phát triển đô thị, đảm bảo đầu tư phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, phát triển đa dạng loại hình nhà ở về giá cả, vị trí, diện tích, trong đó đẩy mạnh phát triển nhà chung cư, tăng hệ số sử dụng đất quanh khu vực các ga metro để tận dụng hạ tầng, tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê để đáp ứng nhu cầu của đối tượng thu nhập thấp.